Rõ ràng thì chúng ta chia sẻ câu chuyện này không phải là phủ nhận những người mà học rất nhiều văn bằng ạ? bởi vì có rất nhiều người đã trưởng thành từ chính những công trình nghiên cứu khoa học của mình. Nhưng tuy nhiên như vừa rồi anh chia sẻ đầu chương trình nói rằng là khi anh chia sẻ với rất nhiều doanh nhân thì người ta phải sau 10 năm ra trường người ta mới định hình được cái nghề nghiệp yêu thích của người ta. Và hiện nay thì thực tế học sinh sinh viên ra trường cũng vậy, có rất nhiều em ra trường thì không được làm đúng nghề nghiệp mình yêu thích và đúng cái chuyên ngành mình được đào tạo và thậm chí có những bạn phải giấu cả bằng đại học đi để xin vào các khu công nghiệp làm công và. nhân. Khi mà một cái vị trí làm việc ở một doanh nghiệp ấy, thì nó phụ thuộc vào ba cái yếu tố mà doanh nghiệp họ rất là quan tâm. Một là cái năng lực làm việc thật, cái thứ đấy là doanh nghiệp mà tư nhân họ quan tâm lớn nhất. Cái câu chuyện thứ hai là thái độ làm việc, đến cái câu chuyện thứ ba là bằng cấp. Nhưng anh cũng biết đấy, thì giữa bằng cấp và thái độ nó lại là hai thứ song hành với nhau. Thế thì bằng cấp càng cao thì khi vào làm việc ở vị trí thấp thì thái độ nó lại càng càng nguy hiểm. Thì chính vì vậy là họ cất cái bằng đi Không phải là vì họ không tôn trọng cái bằng cấp của của, của chúng ta Mà họ cất bắt mình cất cái bằng đi chính là cất cái thái độ đi Để tập trung vào làm việc Và doanh nghiệp họ cần cái đó Và thực tế chứng minh rằng là những người mà đi làm Họ cất được cái tôi đi Họ cất được cái thái độ đi Thì thường là những người thành công Và anh cũng nhìn thấy các ông chủ Là những người họ cất được cái tôi lớn nhất Đối với nhân viên thì phải khéo léo Đối với khách hàng cũng phải nhịn đối với cổ đông phải tìm cách mà phối hợp để đảm bảo là chung một cái tư tưởng một cái đích đến tức là họ là người dung hòa toàn bộ cái giá trị của các đối tác xung quanh họ vì vậy cái tôi của họ nó còn chiếm một cái tỷ lệ rất là nhỏ tất nhiên là ai cũng cần phải có niềm tin để có thể tồn tại và phát triển rồi nhưng hiện nay có rất là nhiều người đặc biệt là các bạn trẻ có một cái tư duy tôi nghĩ rằng là rất nguy hiểm không là anh có cái góc nhìn và phân tích như thế nào là mọi người vẫn cứ bị cái ảnh hưởng cái quan điểm ấy là nhất quan hệ nhìn tiền tệ thế nên bởi vì họ nói rằng là nếu như mình không phải sinh ra trong một cái môi trường có điều kiện mình là người tự thân thì rất là khó phát triển abc thì không biết là anh có những cái chia sẻ nào để các bạn thực sự là các bạn hôn đúc được cái niềm tin của mình không vâng à, trẻ con thì nó hay nói là sinh ra ở vạch đích ấy vâng. <laughs> à, Thực ra thì nếu mà hiểu một chút về đạo Phật Thì chúng ta mới thấy rằng là Mỗi một người sinh ra Họ không được lựa chọn cái nơi họ sinh ra Là cái lựa chọn cái nơi sinh ra Mọi người hay gọi là số Mà tôi không cho rằng là số Tôi gọi là cái phước báo Họ được họ được chọn Họ được chọn Phước báo chọn họ Chứ không phải họ, họ được lựa chọn cái nơi họ sinh ra Thế thì vậy thì ừ, chúng ta vậy thì những cái người mà sinh ra nghèo khó như như là, là là tôi tôi không biết là anh kỳ vọng thế nào nhưng mà như tôi chẳng hạn thì chúng ta buông tay sao? Vâng, tôi cũng là một uh, thanh niên nông thôn, thậm chí là ở miền núi cao cơ vâng. vâng, đấy. Vâng. Thì rõ ràng là chúng ta phải thấy mà nếu mà tôi với anh mà buông tay thì thì vâng. giờ này có khi lại là... câu chuyện nó đã khác rồi chứ chưa chắc đã được ngồi đây. Vậy thì rõ ràng là uh, nếu mà dành một cái, cái 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 lời khuyên cho các bạn ý, thì là tôi cho rằng là không có số. Ờ, trong đạo Phật thì có tâm Đức hành và phúc thì cái chữ tâm là cái suy nghĩ của mình nhưng nếu bạn cứ suy nghĩ mà bạn không làm thì không bao giờ có kết quả cái phần Đức chính là hành tức là làm việc ấy. tức là làm việc liên tục thì sẽ thay đổi được cái số mệnh của mình nhưng mà làm việc nhưng trong đau khổ thì lại không có phúc mà làm việc trong cái hạnh phúc tức là trong cái vui vẻ thì dứt khoát cái phúc cái phần nó sẽ có vậy thì tôi cho rằng hai thứ cực kỳ quan trọng nghĩ tốt nó chỉ là cái yếu tố nó chiếm 10% thôi nhưng phải liên tục làm việc thì sẽ mới sửa được mình nhưng mà làm việc trong vui vẻ chứ không làm việc trong cái sự đau khổ và phàn nàn thì hai cái yếu tố là đức và hạnh là cực kỳ quan trọng cho nên mới có cái từ là đức năng thắng số cho nên bản chất như anh em mình là ngày xưa nghèo vậy thôi nhưng mà học hành có thì có khi là quần đùi thôi đi học nhưng mà lúc nào cũng vui cười thì mọi thứ nó đến nhưng mà vừa học lại vừa phàn nàn là sao đời tôi nghèo sao đời tôi khổ thế sao lại tôi khổ thế này thì tôi nghĩ là không không phải tìm hiểu ngay về trường huấn luyện doanh nhân CEO Việt Nam Global tại website www trường doanh nhân CEO Việt edu vn hoặc hotline 24 trên 7 0976